Tại có con em nhỏ quá, em mới cố gắng sống chịu từng cơn đau để qua ngày từng ngày, cố gắng sống ngày nào hay nói, chứ không em cũng chắc em cũng tự ra đi giải thoát chứ. Em thấy khổ, mà đau đớn, khổ gia đình, tiền bạc khổ, rồi gia đình khổ mẹ nữa, em đau lòng lắm. Nhưng mà nhìn con em như vậy, mấy bữa em nói em muốn kết thúc gì, em muốn em ra đi. Nhưng mà nhìn con em nhỏ quá nhỏ, mới có 1 tuổi em không có đành lòng. Cây đầu tiên là mổ kêu cấp cứu để cứu sống mạng em là 90% là em tử vong, còn 10% là sống thôi. 20 ngày sau là vô thuốc á, mà em không có điều kiện nên em bỏ theo Tây Y. Em nghèo uống thuốc nam nên đã chuyển qua, mới có mấy tháng mà đã chuyển qua không? Giai đoạn cuối rồi. Ngày mai cô lãnh con chay từ tiệm như đây con xuống tóc tại bệnh viện 14 luôn á con. Em đã quen cơ nguyên tật em mong ra lắm. Cô hy sinh cô nhái cầu nguyện mẹ quan tham Bồ Tát phù hộ cho cháu phun to. Hết trước mắt cho nó con. Xin chào đến cô chú anh chị, em đang có mặt ở một nhà trọ ở gần bệnh viện ung bướu cơ sở 2 là cô chú anh chị. Có một cái trường hợp mà cô chủ trọ cô báo cho em, nói là chị này bây giờ bị ung thư giai đoạn cuối rồi, ung thư cổ tử cung mà đánh bị trật thuốc đó, rồi bây giờ bác sĩ là phải đánh thuốc mới, phải đóng tiền, bây giờ không có tiền, rồi buồn bã rồi đòi về. Rồi cái cô 10 chủ nhà trọ cũng mới liên hệ em, nói là thôi xin vô để mà xin an ủi cho bạn gái này, tại tuổi đời còn khá là trẻ, với lại là Mạnh Thường Quân có giúp gì được cho em gái thì giúp, chứ thấy rất là tội. Đây là cô Hai, mẹ của Tho. Tho đúng không cô? Dạ. Thì cô là đi theo để mà nuôi con gái mình. Dạ. Cô ở bên Ninh Thủy á. Ninh Thủy Ninh Hòa là Khánh Hòa, ở do Nha Trang nuôi con bệnh đó. Cô nói con là con gái con là bị giai đoạn cuối hả? Giai đoạn cuối không? Ung thư cổ tử cung. Ung thư cổ tử cung mà. Năm ngoái đang lễ là mổ, là nó có tiền nó sẽ trị rồi mà không có tiền cái... Quệ mấy tháng sau nó di căn á con, di căn nó chứng bụng bí cầu bí tiểu, cứ lật đật con phải đưa cấp cứu vô đây, cho không ở chồng ở nhà chồng nó đem đi biển á, rồi vô mổ. Xong rồi cái bác sĩ kêu nằm lại mổ một lần thứ ba nữa là mới 13 ngày. Cô 10 nhà trọ của cô đứng kế cô Hai giùm con, cô 10. Con nghe cô 10 nói lại á là đáng lẽ là hai mẹ con về, nhưng mà cô 10 nói là gán lại chứ mà về cái là không ổn, đúng không? Về là không có vô nữa. Nghĩ đáng lại ngày 2 ngày. Dạ. Con qua giúp giùm cho cô với em. Thì cô nói thuyết phục như thế nào hai mẹ con? Cô nói là thôi ở lại đi, không có tiền thì mấy ngày nữa cô ngồi cho không lấy tiền. Để cho có số tiền để mà chữa bệnh thời kỳ cuối rồi mà nó khóc quá, cô cầm lòng ngẩng đầu. Cô nói thôi cái gì cô giúp được cô sẽ giúp cho cháu và gia đình chị yên tâm. Để nói với cháu xin quay để có một số tiền để chữa bệnh, là bác sĩ nói là số tiền đó khoảng 40 triệu. Mà nó không tiền, nó nói thôi giờ về nhà chứ không còn cách nào nữa. Thì giờ cô Mười nói chỉ có cách là nhờ chú xin giúp đỡ để qua giai đoạn khó khăn này. Đó thì chị mới ở lại. Định nếu mà ngày hôm nay nó là đã về nhà 1-2 ngày rồi hả cô? Nếu chờ không được thì đi về. Con cảm ơn cô Mười nha. Bây giờ nhờ cô Hai mở cửa giùm con. Rồi chúng ta đi vô trong phòng để mà gặp. Bắt đèn lên đi con. Bắt đèn lên cho anh vô. Bắt đèn lên đi con. Thêm nước vô. Cảm ơn cô Mười nha. Cảm ơn, xin ráng cố gắng cho cháu nó. Chào Tho nha. Tho ơi, trước khi đến đây đó là anh cũng có nói với lại cô Mười đó, thì anh làm bên YouTube bên thiện nguyện đó, thì nếu mà cái hoàn cảnh mà để mà Mạnh Thường Quân mà biết được hoặc là người khán giả họ biết được đó thì phải ghi hình, thì em cho phép anh chia sẻ cái video này ở trên kênh của anh nha. Chị cho anh gắn cái mic để mà mình nói chuyện dễ hơn nha. Rồi. Để anh để cái ba lô xuống rồi nói chuyện.
À, năm nay là Tho bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 90, em 34 tuổi rồi. Hồi nãy anh đứng ngoài đó anh nói chuyện em chắc cũng có nghe hả? Em là cái người mà đề xuất với mẹ là về quê hay là mẹ đề xuất là đưa em về quê? Em nói thôi em giờ đúng cái nắng đi về. Không đúng cái nắng cho phút đi đi về. Là em nhớ con á. Vô đây bao nhiêu ngày rồi? Dạ, bữa nay cũng vô 45 ngày á. Vô 45 ngày này. Em là bệnh nhân của bệnh viện ung bướu bao nhiêu năm rồi? Dạ, em mới sinh em bé 5 tháng. Sinh em bé 5 tháng, Tết năm ngoái là em sinh nửa năm sau á. Là em phát bệnh, em thấy bất ổn rồi em đi khám. Phát bệnh là bệnh u ác, ung thư. Giai đoạn mấy? Giai đoạn 2. Rồi... Còn, xin lỗi anh nhắc lại, còn bây giờ là giai đoạn cuối hả? Giai đoạn cuối em đi mổ rồi, nhưng bác sĩ kêu em vô xạ trị, nhưng mà chi phí cao, em thấy không có đủ điều kiện, với lại con đồ nhỏ, hai ba đứa thì gia đình cũng khó khăn, nên em nói thôi không có đủ điều kiện để đi theo tây y, nên thôi ở nhà uống thuốc nam. Nhưng mà không ngờ uống thuốc nam nó không có hợp á. Xong mới thì bây giờ nó phát bệnh nặng lên, em đau đớn này nọ rồi. Em cũng theo thuốc nam, tại vì nghĩ không có thể năng nào đi theo tây y á. Thì nó chướng bụng lên, không hợp chướng bụng lên. Mới mấy tháng mà chuyển qua giai đoạn cuối thôi. Trước khi sanh con và trong cái thời gian mà có bầu luôn á là không có cái những cái triệu chứng gì luôn. Dạ, bình thường luôn. Em sinh bé nhanh lắm, mẹ bầu lúc bầu cũng khỏe, mẹ sinh em bé ra cũng tốt, sữa đồ cũng ok lắm. Phát hiện bằng cách nào? Dạ. Em ngủ dậy em thấy người nó ra dịch, xong em đi vệ sinh em phát hiện có một khối u nhỏ chút, rồi em đi khám rồi hình như là sinh thiết á, khám cho nó cái cục đó nói bác sĩ nói là u nang, cá u nang. Cái này là phải nhập viện mổ. Rồi em nói là bệnh viện nói là phải mổ, nhập viện mổ. Mà em cũng sợ, rồi em về em suy nghĩ. Xong em mới nói em là ác tính. Xong em cũng không biết ác tính này như thế nào, em cũng không có nghĩ đến nỗi ung thư. Em nói ác tính ung thư phải bác sĩ, rồi bác sĩ nói về đúng rồi, đi mổ sớm. Xong mọi người mới khuyên em là đi vô trong đây mổ. Rồi em mới đi vô đây mổ. Tiếp tục bác sĩ hẹn 20 ngày sau, hay tháng 20 ngày sau là vô thuốc á. Còn mà em không có điều kiện nên em bỏ theo tây y. Em nhà uống thuốc nam nên nó chuyển qua. Mới có mấy tháng mà nó chuyển qua giai đoạn cuối rồi. Không biết cái này là có cái sự trùng hợp hay là như thế nào á cô Mười. Tại vì con cũng tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nữ ở cái lứa tuổi như bạn Tho nè, là có nghĩa là trước đó là không có những cái biểu hiện gì đó, mà sau khi sanh thì lại là phát hiện bị ung thư cổ tử cung. Cũng nhiều trường hợp mà con tiếp xúc lắm đó. Nhưng mà nếu mà tại vì ở Việt Nam mình cái số lượng mà để mà đi khám định kỳ của bà con á, khám theo định kỳ á thì không có ít số lượng đó, nên là không có phát hiện trước được ha. Cái kích thước mà cái khối u ở cổ tử cung của em là bao nhiêu em có biết không? Hiện tại bây giờ. Hồi bữa thì em không nhớ, nhưng mà hồi bữa mổ, bác sĩ mổ đi một đường dài như vậy nè, từ đây xuống dưới cuối luôn. Mổ bạch hai lần liên tiếp 12 ngày mà mổ di căn lên bụng mà 12 ngày mổ lại. Mổ xong 12 ngày á, vẫn nằm bệnh viện luôn, mổ lại con đường đó luôn. Cây đầu tiên là mổ kêu cấp cứu để cứu sống mạng em, là 90% là em tử vong, còn 10% là sống thôi. Rồi cây thứ hai vẫn báo tử vong, có nguy cơ 90% tử vong vì thiếu máu, về có nhiều cái triệu chứng sau khi mổ là có thể nhồi máu cơ tim,
gì bạch máu não gì đó, mổ bạch máu não nữa. Bây giờ em trong bụng em nè, mổ cái u như vậy này là 20cm á. Bác sĩ nói gì hình như gì thôi, 20cm là gì. Trong bụng em á, nó di căn lên đây rồi, nó muốn di căn lên phổi nữa. Kho này á, khi mà nhìn thoạt nhìn đầu tiên á, cô Mười ấn tượng ha. Cái chiều cao nè, rồi cái nước da nè, rồi cái khuôn mặt nữa ha. Xưa mới vô nè. Xinh quá ha. Mà bây giờ thời kỳ cuối mà vậy mà dễ thương như vậy. Nó ở với cô vô đây là cô cũng cơm nước nhà cửa, là cô cũng từ thiện cho các bệnh nhân đó. Đó, cô là từ thiện cho bệnh nhân để cho bệnh nhân vượt qua khó khăn khổ, cô có thể tạo điều kiện giúp đỡ. Đó. Có nghĩa là mình cũng làm kinh tế nhưng mà tùy trường hợp. Đúng mình rồi. Mình hỏi han họ thấy khó khăn thì mình sẽ mình hỗ trợ bằng cách để nhờ cô chú xin hỗ trợ để cộng đồng mạng thương yêu để giúp đỡ những người khó khăn quá không thể để chữa được, thì là để không có tiền muốn về rồi đó là mười nữa thôi, giờ ở lại nếu mà 2-3 bữa nữa chú xin mà chưa tới bay kịp thì tôi sẵn không, sàng coi như là không có duyên ha. Em có cái hình hồi trẻ của em không? Hồi mà chưa bệnh không? Cho anh với mọi người xem thử coi. Tội lắm. Bao nhiêu cô y tá đều thấy, đều thương hết. Trời ơi, bệnh mà mặt mày đâu. Xinh xắn. Hồi xưa sáng. Năm cách nay vô 5 tháng thôi. Đẹp tuyệt vời. Hình này là đã phát hiện bệnh chưa Thoa? Dạ chưa. Dễ thương quá ha. Lúc này là em bao nhiêu ký đây em? Dạ 50 mấy ký. Bây giờ chắc em khoảng không tới 40 ký không? Em bê con 39 ký. Tại em mất máu mấy lít nữa bác sĩ nói như vậy á. Em lập gia đình bao lâu rồi? Dạ em 2019. Bây giờ có mấy cháu rồi em? Dạ 2 cháu, một cháu 4 tuổi với này một cháu 1 tuổi á. Là... thôi được rồi không sao. Cô mổ xong là bác sĩ phải đeo ve bọc, là tất cả ve cái bọc lên đây. Đeo cái gì? Bọc á, bọc mổ còn đã đi cao quá. Bác sĩ nó phải đeo cả đời ngoài luôn á. Đó. Đi đây là thay đi. Hậu môn vẫn ở đây 2 bịch tiểu, 1 bịch hậu môn. Là một ngày phải 400 mấy 500 ngàn từ này. Dạ, cái này là suốt đời luôn hả? Dạ suốt đời luôn. Là không có thể nào mà đi tiêu tiểu mà tự nhiên được. Bị mất cảm giác hết rồi đúng không? Dạ mất cảm giác hết. Bác sĩ mấy bữa bây giờ còn đỡ, mấy bữa kể đêm nhiều khi không ngủ được. Nó ướt quá. Cô chú anh chị có nhớ cái trường hợp của em Thoa ở Tiền Giang không cô chú anh chị? Em Thoa ở Tiền Giang có nghĩa là bị ung thư cổ tử cung giống như của Thoa đây. Thì Thơ, xin lỗi em Thơ ha cô chú anh chị, giống của Thoa đây. Thì bị tái lại, rồi bây giờ là Thơ cũng chuẩn bị là phẫu thuật giống của Thoa. Tại vì những cái mà vệ sinh đó, nó không còn cảm giác đồ nhiều cho với lại Thơ nữa. Đấy, một cái trường hợp con mới quay cũng giống của bạn này luôn. Bên ở đây nếu mà cái hướng góc quay ở đây là bên tay phải, đây là bên phân nè ha. Bên tay trái là nước tiểu ha. Nước tiểu luôn hả? Hai bì nước tiểu, một cái phân dưới nữa. Hai bì nước tiểu, một bì phân là 3 bì. Suốt đời luôn chứ. Tội lắm, bởi vậy cô mới là năn nỉ bệnh nhân mà để giúp cho bệnh nhân. Đây cũng nhờ xin cũng có xin. Bên đây đó. Ủa em? Là... cái em có uống thuốc gì thêm hay là có dùng cái gì mà cái lượng nước tiểu nó tương đối nhiều hả? Dạ, tại con em uống nước nhiều lắm. Em cho nó mát trong người ha. Những cái việc mà vệ sinh như vậy thì chắc là Thoa tự làm được ha, đúng không cô hai? Còn những cái ví dụ như là ví dụ nào mà con mình mà mệt mỏi hoặc là không có di chuyển được nhiều hoặc là cần gì đó thì mình làm ha. Còn vệ sinh thì Thoa tự làm, còn đi mua đồ rồi đó thì cô hai cô làm cho Thoa ha. Hồi nãy em có nói với anh là em hóa trị là 3 lần thuốc, 2 lần thuốc trước là điều trị ở đâu em?
ở ông bú cơ sở 2 Thủ Đức luôn. Là từ khi mà phát bệnh là chỉ là khám ở trên tỉnh xong rồi xuống đây liền luôn. Dạ, dạ. Là cùng một ông bác sĩ điều trị luôn hả? Dạ thôi, đầu trước là mổ là bác sĩ khác, bây giờ chuyển khoa là mình hóa trị là bác sĩ khác. Mà ba cái lần thuốc này là một dạ, dạ, một dạ, anh dạ. Bác sĩ. Dạ. Hai lần trước là một cái lần thuốc giống nhau. Dạ. Lần thứ ba này là khác nhau. Nhưng mà cũng hai lần thuốc đó là cũng không hiệu quả rồi. Không hiệu quả nên bây giờ bác sĩ nói di căn với lại giống như mình không đáp ứng thuốc đó nên bây giờ thuốc đó nó trở nặng, bệnh mình có trở nặng hơn. Rồi bác sĩ 10 ngày nay em xuống đây em đi tái khám lại và bác sĩ tư vấn là sẽ dùng một cái loại thuốc khác nữa. Sẽ đổi thuốc khác cho mình. Với cái khoản tiền là? Dạ 40 triệu một lần vô thuốc. Một lần như vậy là thì bao nhiêu ngày? Dạ 21 ngày. 21 ngày vô một lần. Thì một lần 40 triệu. Thuốc miễn dịch bác sĩ nói có thể là mình có thể là giống như ổn hơn, nó hiệu quả hơn. Còn không nữa là hết thuốc rồi, giống như là bệnh viện bó tay bẻ trẻ mình về. Cái là thuốc cuối cùng này đó hả? Cho nên cháu to cháu về, người thấy chặn lòng quá, nói thôi cháu ở lại đi, thì cô sẽ nhờ tên cô chút cho chú xin nhờ cộng đồng mạng có thể thương giúp đỡ cho cháu để vô một liều thuốc để vượt qua khó khăn để sống nuôi với các con, cho nên cô cũng đồng lòng lắm. Tại có con em nhỏ quá, em mới cố gắng sống chịu từng con đau để qua ngày từng ngày, cố gắng sống ngày nào hay nói chứ không em cũng chắc em cũng tự ra đi giải thoát chứ em thấy khổ, mày đau đớn, khổ gia đình, tiền bạc khổ, rồi gia đình khổ mẹ nữa, em đau lòng lắm. Nhưng mà nhìn con em nhiều khi mấy bữa em nói em muốn cá thúc gì cho em uống thì em ra đi. Nhưng mà nhìn con em nhỏ quá nhỏ, mới có 1 tuổi em không có đành lòng. Đứa 1 tuổi, đứa 4 tuổi nó nhỏ, thấy nó tội quá. Ngày nào cũng buồn của mẹ, ngày nào cũng buồn mẹ. Rồi bây giờ hai cháu là đang được ba chăm sóc ở ngoài quê hả? Dạ, ba chăm sóc, mà hai đứa nhỏ quá. Giờ thêm ông ngoại giống như ông cậu á. Em ruột con bé thứ ba vô chăm. Tại em bé nhỏ quá, em bé lớn hơi quậy. Nếu đợt này mà cô Mười có nói là anh mà không giới thiệu anh thì em sẽ về đúng không? Dạ, tôi về hôm sáng. Nhưng mà em về thì đau đớn lắm, chị không nổi đâu, không đúng. Em nghĩ về uống thuốc em đau, tôi đau hay tôi đó. Sáng nay xin về. Đi. Xin về ngăn lại đó, ngăn lại. Con ráng đi, hai ngày nữa anh đợi cô Mười không lấy tiền nhà đâu. Ủa, mùi sáng lên nói rồi về ở lại đến một ngày hai ngày không ấy thì về. Nên ở lại nhớ, em nhớ con. Em có nói với bác sĩ là chuyện em không có đủ tiền không? Có, bác sĩ trả lời như thế nào? Thì bác sĩ nói thì có cách nào để mà liên hệ trong phòng công tác xã hội hoặc là có, các mạnh thường nói là bác sĩ có ở đây có ai từ thiện giúp đỡ cho em được phần này không? Bác sĩ nói sao đây, hồi bữa nói gì giống như không ấy á, cá nhiều em bác sĩ cá giống như bảo hiểm rồi hỗ trợ thôi chứ không có những cái mối quan hệ hoặc là phòng tác xã hội gì là không được luôn. Ở đây có giúp đỡ đồ này nọ từ thiện đồ không? Bác sĩ nói cái đó là tìm bên từ thiện. Bác sĩ nói gì đây, hình là cháu sao đó hả, một tuổi đúng không? Từ hồi mà sanh con ra tới giờ đâu có được chăm sóc con nhiều đâu, ở đây bên cạnh con đâu, bệnh rồi cái đi bệnh viện rồi đi bệnh rồi điều trị suốt rồi. Mấy tháng này đi bệnh viện tới giờ luôn, đi miết thôi, ăn ở trong đây miết rồi về mấy ngày đây về cũng không có được gần. Em có bao nhiêu anh em? Dạ em hả, hai em trai. Một em trai bị thần kinh. Không có biết gì luôn hả? Không
không cũng biết, lúc này lúc nọ. Bây giờ nó cũng như bỏ không á. Rồi biết tự chăm sóc không? Dạ. Em trai em á, biết tự chăm sóc không? Dạ cũng biết. Bữa nay tỉnh bớt. Mấy bữa khổ lắm. Còn một bạn nữa. Dạ một em út hay là bảo vệ. Vì sao anh hỏi gì không? Tại anh hỏi con ở nhà có con gái không? Để đi chăm sóc cho em, để bà ở nhà chăm sóc mấy đứa nhỏ nó tiện hơn. Thì bà ở nhà khổ không? Bữa mẹ chăm em trong đây. Ở ngoài đó nó lên cơn. Nó nhảy tùm lum, nó lấy cái dây, nó ấy cổ tùm lum. Trời ơi. Thành người ta cho ô, bây giờ hôm nay hai mẹ con muốn chết. Có lấy thuốc cho uống không? Đó, xong cô lặn rồi cô về. Hồi đó cô đưa nó đi bệnh viện rồi. Dương Phước ở bên Tân Thành Nha Trang á, nó nằm để tâm thần rồi đó, bên tâm thần đó con. Rồi giờ về nhà đỡ rồi. Rồi nó nằm cũng như bỏ không luôn. Trước kia là em làm công việc gì vậy thôi? Dạ em cũng bán đồ online. Cũng mở quán nước bên đường bán. Có thu nhập không em, ổn định không? Dạ. Được, bệnh viện ở đó mới mở, chờ bệnh viện mở xong, mở bệnh viện, mình cũng bán xong bệnh viện mở xong vậy. Bệnh viện gì? Bệnh viện ông Bú luôn. Ở Bú, tỉnh Khánh Hòa. Em là, nhà của mình là ở ngoài, ngay thành phố Nha Trang luôn hả cô? Nó cũng nằm ngoài thành phố một chút. Cũng gần. Cái đó là kêu là bệnh viện ung bú. Mình ở phường á. Gần xét nghề luôn á mà không được nhập viện ở đó. Bệnh viện ung bú. Lý do là sao không được nhập viện ở đó? Nặng quá, không có đủ đi. Thuốc. À đúng rồi. Thuốc đầy đủ con. Ở nhà ở gần bệnh viện rồi. Bán chỗ đó xong rồi bắt đầu bệnh viện mở lề làm căn, lề dẹp. Lòng lề đường. Rồi vừa bán online vừa bán nước. Dạ. Rồi sau đó thì không có bán được ngoài vỉa hè được. Dạ. Rồi bán online sau đó phát bệnh. Chồng em làm công việc gì? Dạ, chồng em đi biển. Bây giờ cũng khó khăn đi, lúc có lúc không. Mỗi lần đi là phải gọi cho chồng về trước vài ngày để coi cháu. Nhà em đi vô trong trung tâm thành phố Nha Trang là bao xa? Cũng có 15 phút không ạ? 15 phút hả? Đi xe cũng gần. Chắc là có 10 cây số ha? Chạy vô bằng đây cho bệnh viện một chút. 10 cây số nó không tới đâu. Không tới không hả? Đi xe máy hả? Vậy là quá gần rồi. Dạ. Mua nhà, cô nói thiệt đó. Cái nhà con chút xí cũng như nhà trà chặt yến là cô ở đủ hai chồng chứ hai đứa con nó chặt nít luôn. Cô xuống tóc cho con gái cô luôn hả? Cô cầu nguyện. Cô hy sinh cho con cô. Mới chết rồi. Bữa mổ. Tại bữa mổ là nói cô là chết. Chị tử vong, 90% tử vong. Mới vô cái mổ nè, cô cầm viết, cô ký giấy mà cô khóc hết nước mắt này. 7 giờ đêm cô ngồi cô cầm mẹ quen phải âm Bồ Tát thôi. Cho nó quen con mấy cách tới bệnh viện mình đang chứ. Cô đề trước cậu mình về xuống tóc. Để ăn chay thế. Ăn chay thế cho cô. Hy sinh cho cô. Mổ là hy sinh cho cô. 2 ca đều 90% tử vong. Mổ không tỉnh lại rồi. Ra khóc có lấy ngày mai xuống tóc nói với cô. Là con có tỉnh lại con người ta ra hết. Mà con tôi cũng thấy tôi giái con tôi tỉnh lại tôi xuống tóc. Vừa tỉnh lại xuống tóc. Khỏe mạnh ra ngày mai cô lãnh cung chay từ thiện. Như là con xuống tóc tại bệnh viện con bú luôn á con. Em nó quen cơ nguy cực á. Mộng ra đó. Cô hy sinh cô giái cầu nguyện. Mẹ quen tham Bồ Tát phù hộ cho cháu phun to. Hết trước mắt cho nó con. Này là mình cũng định là soạn ba lô là về hồi sáng này đó hả? Này cũng có duyên ha. Hai mẹ con là có cái ba lô này thôi đó hả? Ba lô á. Như là cái giả đồ sách đặt giặt thuốc men rồi đi theo ra mình. Với mấy cái lặt giặt đây ha. Thuốc men rồi. Mới lạnh. Mới lạnh ngày qua gì uống không? Hai mẹ con. Vậy là cái tin mà em về là ở gia đình ở ngoài nhà là biết hết rồi. Biết, chẳng biết xong bây giờ điện lại nhà cho. Hay ở nhà cho chồng, cho cậu. Điện lại hả? Hai ngày mới lên 10, rất chùm lắm. Để anh nói như thế này ha. Anh từ trước giờ là anh, khi mà anh chia sẻ mà hoặc là gặp những hoàn cảnh lần đầu á, là anh cũng không có hứa trước là ví dụ như là nói là Thọ ơi, mai mốt sẽ có người giúp cho em được dị tiền để mà em hóa trị, để mà em mong có cái cơ hội lần này, là anh không có nói trước về điều đó nha. Anh chỉ nói là sẽ cố gắng trong cái khả năng của anh để giúp em bằng cách là anh làm cầu nói và đăng cái video này lên. Mong sao là như cô Mười cô nói là em có duyên với lại khán giả và Mạnh Thường Quân trên kênh của anh. Anh chúc cho em gặp được nhiều may mắn và có cái sức khỏe nha. Dạ, em cảm ơn anh.
về cái khoản tiền mà em mong ước là có để mà hóa trị cho cái loại thuốc lần này đó là 40 triệu. Thì nãy anh cũng nói anh không có hứa là anh sẽ giúp cho em về cái việc đó. Nhưng mà anh cũng không có nói trước về điều gì ha. Mong sao là em có duyên. Nhưng mà để mà em gọi là em nán lại để chờ đợi cái may mắn hoặc là cái cơ hội của mình đó, thì anh cũng như cái cách làm ở trên kênh của anh, đó là anh trích ra một ít tiền từ Mạnh Thường Quân họ đã gửi cho anh trước, dặn là gặp những cái hoàn cảnh khó khăn đó thì gửi đến. Ví dụ như trong cái thời gian này, ví dụ như là em có cơ thể em có đau đớn hay là cần những cái loại thuốc mà giảm đau thì mình cũng có tiền mình đi mua, hoặc là những cái đồ cá nhân rồi gì đó, hoặc là ăn uống đồ cho bồi bổ sức khỏe đồ vô nha cô. Tại vì ví dụ như là bây giờ mình không có sức khỏe mình cũng không có đánh thuốc được đâu, mình phải đợi cho khỏe rồi bác sĩ họ mới cho mình vô thuốc. Dạ. Ở đây thì anh thay mặt cho một số Mạnh Thường Quân trên kênh của anh, họ gửi tiền trước nha, anh trích ra để mà anh tặng cho em cái phần này. Thứ nhất là nô lì trong nhóm chị Trang ở Cali Mỹ gửi cho em là $50 là 1.275.000. Thứ hai là gia đình Cương Nguyễn ở Mỹ $50 1.275.000. Thứ ba là cô Tư Lệ ở Châu Đốc An Giang là 1.000.000. Thứ tư là chị Kim Cương ở Vũng Tàu là 500.000. Thứ năm là anh Nguyễn Tấn Thắng ở Nha Trang 500.000. Thứ sáu là cụ bà Nguyễn Thị Minh, pháp danh là Minh Nguyệt, 500.000. Thứ bảy là chị Lê Thị Như Nguyện ở thành phố Hồ Chí Minh 500.000. Thứ tám là cô Trần Lệ Hoa ở Gò Vấp 200.000. Và cuối cùng là hồi hướng cho mẹ 91 tuổi tên là Tất Cốc 300.000. Thì tổng cộng cái khoản tiền 6.050.000 anh gửi tặng cho em. Để có tiền để mà lo chi phí trước đi, rồi anh đăng lên thì Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Nếu mà có hỗ trợ về cái khoản thuốc cho em á thì tính sao nha. Và anh không hứa với em nha. Dạ em cảm ơn anh. Đây anh gửi cho em 6.050.000. Em đếm lại giùm anh rồi em cảm ơn giùm anh đi. Đếm đi, đếm. Cảm ơn tất cả anh chị em cô bác. Dạ em cảm ơn anh nha. Em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em, Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ. Em chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Ừ, cũng mừng ha. Cảm ơn mọi người. Cô chú anh chị mà biết mà khi mà một bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối mà bây giờ không có tiền để mà điều trị nữa, rồi cái cảm giác của họ mà sắp đồ vô ba lô rồi đặt xe mà về, cảm giác đó kinh khủng lắm cô chú anh chị. Cảm giác đó kinh khủng lắm. Ủa, anh em bị hạch ở nách nữa hả? Dạ. Từ nãy mới để ý đó. Anh mới thấy đó. Đang chạy bệnh ở trong này về 10 ngày sau khác lên nữa. Giờ cổ em ra máu. Cổ khạc ra máu hả? Dạ lúc nào cũng ra máu hết nhưng mà không có cách giải quyết. Với lại em hay bị ho ra máu hàng ngày luôn. Với lại vòng tử cung em cũng bây giờ nó cũng u mập lại. Bây giờ bác sĩ hoàng đa cũng bó tay không được, không có mổ được nữa. Phổi của em có chụp chưa? Dạ phổi em nói là nó di căn lên đó, di căn lên phổi hả? Bụng là giải quyết rồi, mẹ mới mổ cái đó về bây giờ. Quá tài. Bác sĩ nói em hỏi mổ rồi, mổ sạch rồi, bác sĩ nói em mổ sạch rồi, mẹ sao bây giờ nó lại bị lại mẹ? Sao bây giờ nó đem máu nữa? Em rồi em thấy khối u nó lên lại rồi, bác sĩ nói mấy cái đó nó mau lên, mau tăng kích thước nhanh lắm. Em hỏi có mổ nữa không bác sĩ nói là bó tay rồi, mổ như vậy là bác sĩ hết sức rồi, 2 ca mổ 90% tử vong, như vậy là cứu mẹ còn cái mạng là hết sức rồi, bây giờ chỉ máu ở dưới ra là bây giờ mình chỉ uống cầm máu cầm cự từng ngày qua ngày thôi. Rồi mấy hôm hồi trước là nó ra máu tới mấy tháng em phải mặc tẻ á, em phải mặc điểm á, mặc tẻ người lớn á mỗi ngày. Chứ không tự chủ được. Dạ. Nó đi tiểu mình không biết. Dạ bây giờ tiểu cầu em không có biết, không có tự chủ, một ngày phải bê túi. Dán bê cái túi, một cái túi tới 135.000. À. Thì bê cái gần 500.000.
em rầu mấy cái đó nữa nên em nhiều khi em muốn buông xuôi lắm. Em nói một ngày thêm mấy cái túi đó là bằng 2 ngày lương người ta làm rồi. Bây giờ là không có vô trong bệnh viện nữa đúng không? Không có làm gì bất kỳ vô trong bệnh viện nữa. Có tiền bây giờ chỉ có tiền mới vô bệnh viện, còn không uống thuốc giảm đau. Uống thuốc giảm đau mỗi lần lên con đau là uống thuốc giảm đau. Uống là 10 à, đây là cũng em là nhà trọ mà cháu với cái ca bệnh nặng như vậy thì người cũng rất đau lòng, người cũng làm hết sức mình về cho cháu. Mà hôm nay cháu xin tới đây quay mà được một số tiền của bác ứng trước, trong lòng thật là rất mừng và cảm ơn tất cả mạnh thường quân để có những số tiền này. Thay mặt cháu cũng rất là mang ơn các mạnh thường quân. Ở đây là nhà trọ nhưng mà với tấm lòng cũng như là đại gia đình. Các chỗ tôi có mấy cái nhà trọ nhưng mà nhà trọ nào cũng có mang nước uống cho bệnh nhân, lấy có 50 ngàn một người giường thôi. Thành ra các bệnh nhân vô đây là cũng như là đại gia đình, chứ không nói là cái người bệnh mà tới đây. Thì là có những cái hoàn cảnh nào éo le thì mời cứ gọi điện cho con, thì có duyên thì được những dạ. Người đó là được coi như dạ. Có duyên là đi chữa bệnh. Thôi con xin phép là con về cô Mười, xin phép con về nha cô Hai, anh về luôn nghe Tho. Rồi gắng cố gắng rồi động viên tinh thần cho con gái nha cô, chăm lo cho con gái. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Mấy anh chị em cô bác cũng dạ. Hôm nay cô mừng lắm. Tất cả những gì chú xin mà làm với lại cô bác cộng đồng kinh mạng mà làm như cho cháu được một số tiền vậy là rất cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Dạ, một lần nữa con và gia đình cảm ơn mọi người đã giúp đỡ con. Con chúc mọi người sức khỏe, mọi người về mạnh thường quân nhiều sức khỏe. Anh mong là em sẽ gọi là có một cái cơ hội cuối cùng, đó là có được cái khoản tiền để mà đóng tiền vô bệnh viện để mà vô thuốc. Thôi thì chúc may mắn một lần nữa nha. Thôi thì con xin phép là tắt máy ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.